nhánh gò má của dây thần kinh mạch. Điện cực ghi hoạt động nằm trên cơ mũi, phía ngoài sống mũi, ngang với điểm chính giữa sống mũi. Điện cực ghi đối chiếu ở cùng vị trí đó nhưng ở phía bên kia. Vị trí kích thích ngay trên xương gò má, ngay phía trước của tai, khoảng cách thay đổi tùy từng người.